Kinh Phú kính chào bạn các bạn. Thì cái clip này mình nói về một cái chủ đề là cái cách pha thức ăn cho lươn bột trong giai đoạn mà lươn nó còn nhỏ bạn, size khoảng từ ba mấy ngàn con ký á. Và cái thuốc để trộn với lươn bột trong giai đoạn này ha. Thì cái cách pha thức ăn lươn bột như các bạn thấy nha. Thì các bạn pha làm sao nó thật là nhão ha. Mình pha là lấy muỗng múc. Thì tỷ lệ mình pha nước là tỷ lệ là 1 4 ha. Các bạn thấy à, tỷ lệ nước nước với thức ăn, nghĩa là một thức ăn thì 4 nước. Thì các bạn đánh mạnh lên, đánh mạnh để cho nó bông lên. Đó, các bạn thấy nó mềm, rất là dạng như rất là mềm ha, rất là lỏng luôn. Thì trong giai đoạn này do cái cơ hàm của con lươn rất là yếu các bạn. Nên mình cần phải làm nó như vậy nó để con lươn nó mới ăn được ha. Gần như là nó nút thôi. Nó nút là chính nha, nó nút là như chính, nên các bạn chú ý là có nhiều người là nói thức ăn bột cho cám cá trình, trong đây mình dùng cám cá trình thiên mã 50 đạm nha, thì nói ăn không đều đồ con, nhưng mà thật ra nếu các bạn cho ăn mà nó tiếp xúc được nhiều con lươn á thì gần như là đảm bảo được cái việc mà ăn đều đồ con các bạn. Thì cách pha thì làm sao pha cho nó lỏng, cho nó thật sự là nó mềm nó lỏng như vậy, thì lươn bột ăn thì từ từ mình sẽ giảm cái tỷ lệ nước xuống. Thì đến lươn mà size khoảng 5.000 con ký mình có thể pha là một thức ăn hai nước bạn. Thì từ xay bột lên 5.000 con thì các bạn biết đó, nó trong vòng khoảng khoảng 20 ngày đến 30 ngày là tối đa ha. Thì trong vòng 20 ngày thì các bạn đã nâng lên từ một thức ăn 4 nước lên một thức ăn hai nước. Thì bên cạnh đó thì thức ăn thiên mã đạm nó cũng tương đối cao ha, min là 50 đạm, nên các bạn cần phải hỗ trợ thêm những loại thuốc. Bên mình thì sử dụng là Headline, như những lúc trước mình có nói đó, Headline thì nó hỗ trợ đường ruột rất tốt. Ngoài ra thì bên mình có đưa thêm một cái sản phẩm mà tương đối mới, đó là sản phẩm axit hữu cơ. Thì như các bạn biết đó, cái axit hữu cơ ý nghĩa của nó là khi nếu mà cái môi trường đường ruột của con lươn bạn á, mà nếu mà bình thường á thì khuẩn có hại sẽ sống trong môi trường kiềm, khuẩn có lợi sống trong môi trường axit. Thì khi các bạn đưa cái môi trường axit vô đường ruột hỗ trợ thêm á thì gần như là không có tạo môi trường sống có lợi cho cái vi sinh bất lợi sống ha. Nên gần như là môi trường axit là gần như là vi khuẩn có lợi cho đường ruột sống mà. Nên sẽ hạn chế được tối đa cái bệnh đường ruột cho lươn ha. Thì cái này mình mới nghiên cứu mình thấy là khi cho axit hữu cơ ăn á, thì gần như lươn nó háo ăn hơn, do là đưa môi trường axit thì lươn sẽ có cảm giác mau đói và thấy là lươn nó. Thì mình có thử nghiệm một cái đàn lươn trước đó rồi nên mình thấy là cái tính hiệu quả nó cao ha. Thì khi mình đưa cái headline với axit hữu cơ vô, mình đưa lươn phiên các bạn, tuần mình đưa 3 ngày này và 4 ngày kia, 3 ngày axit hữu cơ và 4 ngày headline. Thì bên cạnh đó thì các bạn cũng phải bổ sung thêm cái thằng Alvazim, men Alvazim bên mình á. Thì cái men đó nó chứa ba chủng vi sinh để nó giúp hỗ con lươn mình hấp thụ thức ăn tốt hơn, nó phân giải cái thức ăn á, nó phân giải phân đoạn cái protein ra để lươn các bạn không cần phải tiết nhiều enzyme, mà cái vi sinh đó, vi sinh ba chủng vi sinh đó, nó sẽ tiết cái enzyme để nó xử lý thức ăn, nó giúp cho bạn lươn bạn là chỉ cần là hấp thu thôi, gần như là nó có sẵn, nên lươn bạn rất là khỏe ha, nó tránh tránh tình trạng đường ruột. Thì giai đoạn lươn mà lươn từ hết nõn hoàng gặp mà các bạn chuyển qua cái thức ăn lươn bột á, thức ăn cám cá trình này nè, thì nhiều người rất là sợ cái đường ruột. Thì bên mình thì cũng cũng mình thì những người đi đầu thử nghiệm thức ăn cám cá trình này, nên mình biết rất rõ là cái ưu nhược điểm của cám cá trình. Nhưng mà nếu mà cái nhược điểm đó mình xử lý được ha thì nó rất là lợi thế các bạn, vì một ký cám cá trình nó tương đối rẻ, ký 120 ngàn, mà trong khi trùng giận ký trên 100 ngàn, mà trong khi ký trùng các bạn cân tối đa được 700 gram, trong khi cám cá trình một ký cám cá trình bạn pha ra, nếu một thức ăn 4 nước giai đoạn này là một ký cám ra 4 ký cám hoặc 5 ký cám thì tính ra quá rẻ các bạn, có 20-30 ngàn ký thôi thì nó rất là rẻ. Mà trong cái giai đoạn này là cái giá lương các bạn biết đó, giá lương từ lương lương xay lương thịt đều là xuống giá, nên nếu giai đoạn này mà
hương trùng là gần như không có hiệu quả kinh tế các bạn, chỉ dùng cám là hiệu quả kinh tế nhất thôi, nhưng mà người ta ngại là do cái tỷ lệ đầu con nó không đạt bạn. Nhưng mà nếu mà cho ăn theo cách của bên mình hướng dẫn á, thì tỷ lệ đầu con mình đảm bảo bạn nó đạt từ 90% nha, đảm bảo đạt. Thì qua cái giai đoạn mà múc á, các bạn hoa trộn mà nó lỏng vậy nè, nó mềm từ từ nó đạt đạt lên á, thì các bạn sẽ dẫn dụ cho lươn nó ra ngoài ăn. Thì các bạn nhớ bấm mà nút theo dõi đăng ký kênh á, thì mình sẽ đăng cái clip sau. Cái clip sau mình sẽ đăng bạn xem là tới giai đoạn này là lươn nó có thể ăn ăn cái viên cái thức ăn nó hơi đã cô đặc hơn chút xíu, nó hơi cứng hơn xíu, thì lúc đó mình sẽ cho thức ăn ra bên ngoài, thì cũng đưa giá thể rồi đưa bên ngoài, thì lươn nó từ từ nó tản tản ra ngoài. Thì sẽ tới một giai đoạn nữa là mình sẽ bỏ hẳn giá thể luôn, cũng có thể là bỏ hẳn giá thể luôn để lươn nó ăn làm sao cho đều, thật sự đều, thì đảm bảo bạn là đều đồ con ha. Nhưng bạn đừng 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 có sợ cái việc mà ăn cắp cái trình mà nó bị phân đàn ha.